Xin kính chào quý vị và các bạn. Nói đến ô tô ở thị trường Việt Nam thì phần lớn được ưa chuộng nhất là dòng xe Nhật Bản như Toyota và Honda bởi sự bền bỉ vì đa số dân Việt Nam thích ăn chắc mặc bền. Quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe Honda Civic 1.8 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Xe còn rất mới, dàn lốp Michelin mới thay, lốp sờ cua còn nguyên, chưa hạ. Xe được trang bị động cơ xăng 1.8 lít với hộp số tự động, nội thất da, vô lăng tích hợp các phím điều khiển, đèn pha bi xenon, đèn gầm, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Chiếc xe mới lắp thêm màn hình Android, camera 360, quan sát quanh xe trị giá 30 triệu đồng. Xe còn rất đẹp, hoạt động tốt, bảo dưỡng định kỳ. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Chúng tôi đang đăng bán chiếc xe này với giá 446 triệu đồng có hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn đang có nhu cầu, mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử chiếc xe này. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin trân trọng cảm ơn.